Alo, thân chào quý vị và các bạn. Thì hôm trước mình có mua cái máy khoan pin này quý vị. Đây là cái máy khoan pin mình mua hôm trước, mình mua cách đây khoảng một tháng mấy à. Thì cái dòng máy mình mua mình có để trên này nè, quý vị có thể tham khảo, và cái đường link mình để bên dưới phần mô tả đó. Nếu như mà ai có thắc mắc thì quý vị có thể tham khảo. Và mình nói là tại sao mình không có review khi mình mới mua về. Thì khi mà mình mới mua về thì mình chưa có sử dụng, mình cứ đem ra mình xài, mình có mình khoan rồi thử thì nó cũng chưa có gọi là trải nghiệm thực tế, cho nên nó là mình không có thích review kiểu đó quý vị. Mà mình đã xài một thời gian rồi, xài rất là nhiều luôn. Sau khi xài xong á thì mình mới nhận định được nó là tốt hay xấu, hay là nó có những cái lỗi gì không, thì lúc này mình mới review. Thì đó là cái mục đích của mình. Sau khi mình đã xài rồi một thời gian, cái độ bền của nó cũng giống như là công dụng của nó thực tế, thì lúc đó mình mới nói đánh giá được cái sản phẩm nó như thế nào ha. Thì ngày hôm nay mình xin là đánh giá cái sản phẩm này cho quý vị và các bạn cùng xem nha. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy theo dõi mình đánh giá cái sản phẩm này và giới thiệu từng phần trong cái sản phẩm này có gì ha quý vị. Thì đây là cái sản phẩm mình mua trên Shopee nè quý vị. Trong bộ sản phẩm nó gồm có thế này nè. Thứ nhất là cái thân khoan, ở trong cái nó có cái thùng gì luôn nè quý vị. Cái thùng này, trong cái thùng này nè thì nó có thế này nè. Đây là tất cả những cái gì mà nó có ha. Thì là nó bao gồm có hai cái viên pin. Thì khi mình mua đó thì mình sẽ lựa chọn thân máy hai pin hoặc là một pin thì giá nó khác nhau. Mình vừa mua cái này với giá là 550.000, bao gồm ship luôn là 560 mấy ngàn đó quý vị. Đó, đây là gồm có hai pin nè, còn có cái cục sạc ha, và có một cái thân máy, nó để là Makita, nhưng mà mình khẳng định đây không phải là hàng Makita chính hãng nha, đây là hàng Pháp, hàng đó là tàu lao á, nhưng mà xài thì nó cũng ổn định. Ở đây nó để với cho mình đó là pin nè, khi mà mình mua thì nó để pin là 36V nha, nhưng mà thực tế ra nó chỉ có 24V thôi, 24V thôi, mình đã đo rồi. Trên trên cục sạc nó cũng để nè, đầu ra nó nè, đầu ra nó là input là 100V tới 240V nè, output là 21V nè, chứ không được 24 nữa, 21V, 98 là 0,8 là làm bè đó. Nghĩa là cái viên pin này nó chỉ có là khoảng 21V thôi. Cái hai cái viên pin này nó cũng khá nhẹ, nhưng mà xài này, qua hơn một tháng rồi, gần 2 tháng mình xài rồi, thì nó càng nhìn thấy nó cũng là xài cũng được, nó cũng được ha. Thời gian sử dụng thì nó cũng là tạm được, ok đó, chứ không phải là tệ lắm đâu quý vị, xài được. Thì là trong này thì nó bao gồm có thứ nhất là cái thân máy nè, cho mình vít này luôn. Đây thêm cái nữa nè, cái đầu vít để mà bắt vít nè, cái đầu ba ke để bắt vít nè đó. Rồi là trong này thì nó cho mình rất là nhiều cái là dụng cụ luôn nè. Đây là các cái đầu vít, rồi đầu mũi khoan, nhưng mà những cái mũi khoan này nó dở lắm quý vị, nó là loại dởm thôi, còn những cái này mình chưa có xài tới, mình chưa có xài nhiều. Thì khi xài thì mình chỉ cần gắn là viên pin vô mình xài thôi, hết thì pin thì mình sạc, mình bóp cái này đỏ này xuống gắn vô, rồi vậy là xài nè quý vị. Thấy nè, nó có nhiều chức năng luôn nha. Chức năng đầu tiên là bắt vít nè. À, đây là bắt vít nè, chức năng này là khoan thường nè, chức năng này là khoan tường búa nè, ba chức năng nè. Đây nó có những cái độ trẻ ấy của nó nè, vòng quay nó nè, đó có rất nhiều luôn, là một vòng nữa nè, đó ba nè, năm bảy gì nè, những cái đó cận nhịp sau thì nó sẽ cận nhanh hơn nè, đó chế độ bắt vít của mình nè, chế độ khoan. Đây có hai chế độ nhanh và chậm. Đó. Và nó có cả cái mực nước đây luôn nè, vì thấy chưa, chữ Makita này hình thức cho vui chơi thôi. Đó, 36V để 36V, nhưng mà thực tế là không phải như vậy nha quý vị. Đó, mình ghi nguyên thực tế luôn, và mình xài hơn cả tháng trời rồi, xài rất là nhiều, mình cắt nguyên cái nhà luôn, mình sử dụng cái này để mình bắt thiết bắt ốc đồ. Thì bây giờ mình xin là khoan thử cho quý vị xem ha. À, giờ mình sẽ để những cái thiết bị liên quan bên đi. Thì đầu tiên mình sẽ khoan gỗ trước. Đây mình có một cái thanh gỗ nè, mình sẽ lấy một con vít.
mình sẽ lấy một cái con vít ra, mình bắt vô gỗ thử coi như thế nào nha quý vị. Thì mình đã xài rồi, mình biết nó ok lắm, nhưng mà mình muốn cho quý vị xem thực tế nè, con vít nè. Đó, giờ mình sẽ khoan. Đây. Đó. Bắt là vít là sát luôn. Vít. Mình kiếm cái vít dài hơn chút coi, vít này nó cũng chưa có được dài lắm. Con vít của mình nè, giờ mình lấy con vít dài này đi. Vít này 2,5 phân. Đây là vít 2,5 phân nè, mình sẽ bắt thử cho quý vị xem. Đây. Wow. Mà xong xuống với đầu vít này nó. Ôi lạ tàn. Cái con vít khác là vít nó bị cong nữa. Vì quy thực tế cho nên nó là có lắm lúc nó không có cắt ghép cho nên không có được một cái lắm này quý vị. Đó. Mất vít là ok rồi đó. Ha. Rồi bây giờ mình sẽ nói là nói chung là bắt khoan gỗ là ok rồi. Rồi bây giờ mình sẽ thử đó là bắt vít rồi, giờ mình sẽ thử khoan cho quý vị xem ha. Rồi mình sẽ dặn cái này qua bên đây, cái chế độ này. Rồi mình sẽ gắn cái mũi khoan đa năng của mình vô nè, mũi khoan này, mũi khoan này đâu mười mấy gì á, gắn vô. Rồi mình khoan cho quý vị xem nè. Ok. Đây. Quý vị thấy. Rồi. Nào quý vị thấy nè, khoan rất là ngọt luôn á. Tại vì đây là trên cái bàn làm việc của mình cho nên mình khoan nha. Quý vị xem thôi, đây cái lỗ khoan rất là to luôn mà cái miếng gỗ này vẫn nó là dày, đủ dày để mà chúng ta đó là kiểm định được luôn á. Đó, thì thôi khoan gỗ thì mình khoan vậy thôi. Nếu mà khoan nữa thì cũng bình thường đó quý vị được. Đó, khoan rất là ngọt luôn, không có điều gì để mà xoắn hết. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển sang đó là mình khoan sắt ha. Mình sẽ bắt vít vô sắt. Đây mình có cái miếng sắt nè quý vị. Sắt 46 à. Rồi mình sẽ bắt cái con vít này vô, vít đuôi cá nè. Rồi bắt vô thử ha, đi thêm coi nó có ổn không ha. Đó, rất là dễ dàng luôn, rất là ok chứ không có gì xoắn hết. Rồi tháo ra nè. Đó, rất là bình thường. Rồi mình khoan tiếp một cái lỗ nữa. Đó. Rất là được ha. Đó. Chạy rất là mượt luôn. Chạy một thời gian cũng rất ổn định. Rồi. Như vậy là mình xin đánh giá lại cái lượng cuối cùng là đây là một cái sản phẩm rất là đáng mua nha quý vị. Nó chỉ có 550.000 thôi. 550.000. Thì link Shopee mình để bên dưới, gồm có 2 viên pin luôn. Được 2 viên pin. Đây là sản phẩm đó là theo mình thấy là ok. Xài rất là tốt. 2 tháng trời cho qua, gần 2 tháng trời cho qua mình xài thấy là nó rất là ok. Nó không phải là mạnh tuyệt đối đâu. Nó vẫn là xài được thôi. Nhưng mà đối với cái số tiền mà bỏ ra thì cái hiệu quả nó mang lại là nói chung là được đó chú quý vị ha.
Thì cảm ơn quý vị đã theo dõi clip của mình. Rất mong là được sự ủng hộ của quý vị và các bạn. Nếu như quý vị muốn mình review sản phẩm nào thì quý vị hãy để đường link bên dưới. Hãy để lại comment bên dưới để mình thực hiện ha. Bây giờ xin thân chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo của mình. Bye bye.